U23 Việt Nam mở tỷ số từ rất sớm khi Hà Đức Trinh đánh đầu gọn gàng tung lưới thủ môn Mohamed Asmin ở phút thứ 10. Chỉ sau đó khoảng 14 phút, trung vệ Thành Trung ghi bàn thắng thứ hai sau một pha đá bồi. Tới cuối hiệp 1, Việt Nam tiếp tục có bàn thắng thứ ba từ cú sút của tiền đạo Đinh Thanh Bình. Hiệp một diễn ra với thế trận áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và số cú sút của các chàng trai áo đỏ. Sang đến hiệp 2, với việc Quang Hải được tung vào sân, anh ngay lập tức để lại dấu ấn với pha nhà bóng tạo điều kiện cho Triệu Việt Hưng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Trong những phút còn lại, đội bạn chỉ còn thi đấu với 10 người khi hậu vệ Aminuddin phạm lỗi ác ý với Quang Hải. Việt Nam được hưởng quả đá penalty và trung vệ tấn sinh đã nâng tỷ số lên 5-0. Tỷ số 6-0 của một set tennis được ấn định sau quả penalty thành công của Nguyễn Quang Hải ở phút bù giờ thứ hai. Với chiến thắng này, Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng ca vòng loại U23 châu Á năm 2020.